Hi, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với CCA Channel và mình là Andy. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review đến các bạn một cái dự án Fan Token sắp tới sẽ được mở bán IDO trên nhiều nền tảng Launchpad lớn như là BSC Station hay là Communitas. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem là dự án này có gì đặc biệt. Đầu tiên thì chúng ta phải hiểu khái niệm về Fan Token. Fan Token là những cái đồng token được phát hành bởi những cái đội bóng hay là những cái đội esports lớn. Các bạn có thể thấy một số các cái đồng Fan Token nổi tiếng có cái vốn hóa lớn như là AlphaLand F1 của một cái đồng token đã list sàn Binance. Đấy, và ngoài ra thì cũng có như là FC của Barcelona thì cũng có cái đồng token là BAR. Và chúng ta thấy có một số các cái đội bóng lớn khác như là Manchester City hay là Paris Saint-Germain thì các bạn đều thấy là nó đều có những cái đồng token riêng tượng trưng cho cái đội bóng đấy. Và khi mà người dùng sở hữu những cái đồng Fan Token này thì các bạn sẽ có thể được nhận được các cái NFT hiếm của từ các cái đội bóng, hay là các bạn còn có thể nhận được những cái vật phẩm hiện vật đến từ các cái cầu thủ ở trong cái đội bóng đấy. Thì dự án này thì được phát triển bởi Unitas, một trong những cái nền tảng phát hành các cái loại token, fan token như thế này. Và Unitas thì với dự án này thì Unitas đã cùng với Kani.io đã phát triển và đưa ra cái dự án này. Thì Parma Calcio là một trong những cái đội bóng ở giải Serie B được thành lập vào năm 1913. Và đội bóng này thì cũng đã có một cái bề dày lịch sử và đã từng đạt được nhiều các cái thành tích, đạt được nhiều các cái cúp ở trong nhiều giải. Và khi mà các bạn sở hữu các cái đồng token của dự án này thì chúng ta có thể có được một số các cái quyền lợi, như là các bạn có thể nhận được những cái vé xem các cái giải đấu đấy. Nhưng mà ở đây thì những người mà ở bên nước ngoài ấy, thì họ thích cái này hơn, còn ở Việt Nam chúng ta thì đôi khi cái này nó cũng sẽ bị hạn chế. Ngoài ra thì các bạn còn có thể là mua bán các cái vật phẩm NFT, hay là chúng ta có thể mua bán token này đấy, và chúng ta còn có cơ hội được nhận các cái áo đấu đấy có chữ ký của các cái cầu thủ, các cái tuyển thủ, các cái ngôi sao ở trong cái đội bóng, ở trong cái câu lạc bộ đấy. Và chúng ta còn có thể được tham gia các cái event đặc biệt và các bạn có thể nhận được về những cái phần thưởng hấp dẫn. Và để chúng ta có thể xem thêm một số thông tin của dự án thì các bạn có thể là truy cập vào cái white paper của dự án. Thì với cái đồng Fan Token này là cái đồng của cái đội bóng Parma này thì chúng ta sẽ có một cái đồng token, đó là Parma. Và đồng token này thì nó sẽ được xây dựng trên nền tảng Binance Smart Chain với cái tổng cung là 20 triệu token. Và nó sẽ có, các bạn sẽ thấy phần phân bổ token thì 43% sẽ dành cho Reserver, tức là đưa ra cộng đồng. Rồi 10% sẽ dành cho Marketing, 10% là quỹ phát triển, 8% dành cho đội ngũ team, 7,5% ICO, 7,7% dành cho vòng pre-sale, 5% dành cho social marketing và các cái quỹ dự phòng. Rồi là 3% sẽ dành cho một cái quỹ, sẽ dành cho những cái người mà nắm giữ cái đồng token Karma, Parma, và những cái quyền lợi, những cái ưu đãi cho những cái người nắm giữ. Còn 2% cũng sẽ để phân bổ cho những cái khách hàng thân thiết, hoặc là những cái người mà nắm giữ một cái lượng lớn đấy, thì các bạn sẽ được hưởng nhiều quyền lợi hơn. Và cuối cùng là quỹ để có thể là hợp tác với các cái đội bóng lớn hơn, hoặc là cross marketing chiếm 2%. Đấy, thì ở đây thì các bạn sẽ có thể thấy, chúng ta có thể xem rõ hơn ở cái phần phân bổ token. Thì tổng cung của nó là 20 triệu token nhé. Và ở trong cái đợt mở bán IDO ở trên các cái nền tảng thì chúng ta thấy ở đây là ICO là sẽ khoảng là chiếm 7,5%, sẽ là cái đợt mở bán cho cộng đồng đấy. Đấy, thì và chiếm khoảng 1,5 triệu token. Và sẽ unlock ở đây không phải là unlock theo TGE nhé, mà đây là không phải là unlock theo cái số lượng, tổng số lượng mà chúng ta mua, mà nó unlock tính theo cái tỷ lệ phần trăm với cái tổng cung của nó. Đấy, còn thực ra thì IDO thì nó sẽ vesting TGE. Khi mà các bạn mua IDO ấy, thì nó sẽ vesting đầu tiên ở tháng đầu tiên sau khi mà nó unlock xong, sau khi mà nó list sàn thì nó sẽ vesting cho chúng ta là 30%. Sau đó thì sẽ vesting dần trong 3 tháng tiếp theo, mỗi tháng là 23,33%.
Đấy, thì dành cho những thông tin cho anh em mua IDO. Và hiện nay thì ở trên BSC Station thì đang có cái cơ chế để anh em có thể tham gia. Mình đã có share cho anh em ở cái video trước đó, một cái cơ chế tham gia rất là tốt, và gần như là các bạn sẽ không bị gặp rủi ro khi mà chúng ta tham gia. Đấy, và chắc chắn các bạn sẽ có lãi khi chúng ta tham gia. Nên là các bạn chú ý, chúng ta đón chờ cái suất IDO đến từ cộng đồng CCA sẽ có 30 suất dành cho anh em. Thì anh em nhớ là tham gia event để chúng ta có thể mua được IDO trong cái đợt này. Thì fan token cũng đang là một trong những cái trend, nó không còn là một cái trend nữa, nhưng mà cái chúng ta có thể thấy là top những cái dự án về fan token thì nó cũng đang có được một cái sự tăng trưởng ổn định. Đấy, và cũng có một cái số cái đồng mà thường xuyên pump rất là mạnh. Tiếp theo là ở đây sẽ có những cái người mà mua ICO ở khoảng hơn 50 đô thì các bạn sẽ nhận được 10 cái đồng MNG. Đấy, thì MNG này thì các bạn sẽ sử dụng trong một cái nền tảng khác. Mình cũng chưa xem cái nền tảng này là nền tảng gì. Đây, hình như là một cái nền tảng về NFT. Đấy, thì cái đồng khi mà các bạn mua IDO trên 50 đô ấy, thì các bạn sẽ nhận được là 10 cái đồng, và hold thì các bạn sẽ nhận được là 10 cái đồng MNG. Các bạn sẽ sử dụng trong cái nền tảng mua bán NFT của nó. Đây, có một cái nền tảng là Managed NFT. Thì ở đây thì các bạn thấy là nó sẽ mở bán các cái NFT của các cái cầu thủ ở trên một cái dự án, hình như dự án này là COC, một cái dự án partner của cái con này. Đấy, ngoài ra những cái phòng seed sale này thì và private sale thì nếu như anh em quan tâm thì chúng ta có thể đọc thêm. Còn của chúng ta mua ấy là public sale. Đấy, thì giá public sale sẽ là 1 đô, và như lúc nãy mình đã nói là nó sẽ unlock 30% sau cái thời gian list sàn. Và sau đó thì sẽ vesting trong vòng 3 tháng, mỗi tháng là 23,33%. Và cái tiếp theo là cái thông tin về đội ngũ team của dự án. Đội ngũ team của dự án thì đây là một đội ngũ team đến từ nước ngoài. Và các bạn thấy là có các cái thông tin về LinkedIn thì mình cũng đã check rồi. Nhưng ông này thì đã có nhiều năm kinh nghiệm. Và ngoài ra thì chúng ta còn thấy có sự góp mặt của hai advisor cũng khá có tiếng trong giới crypto. Một là cái ông Ada, ông này thì là thành viên của Tour Holding. Còn cái ông thứ hai, ông này UC, là co-founder của một cái dự án mà trước đây mình cũng đã tham gia Europe và nó trả rất là khủng, đó là Metafluence, một cái dự án về Metaverse. Đấy, còn backer của dự án thì chúng ta cũng thấy khá là ổn áp khi mà chúng ta thấy có sự góp mặt của nhiều bên như là Unitoss này, rồi là BSC Station, rồi là Metaware, một trong những cái nền tảng thời trang ở trên Metaverse. Đấy, và còn có một số nền tảng IDO như là BSC Station, Communitas, DAO Starter, DAO Launch, Poonjet và NFTB. Đấy, thì những cái nền tảng này thì sẽ mở bán IDO cho dự án này nhé. Nó mở khá là nhiều các cái nền tảng. Và ngoài ra thì chắc chắn ở trong thời gian tiếp theo thì sẽ có kế hoạch list lên hai sàn cũng khá ok, đó là Probit Global và Bitmart. Đấy, thì đấy là về tổng quan về cái dự án này. Thì anh em có thể tham gia ở trên một số các cái nền tảng như là Communitas này. Communitas thì anh em sẽ tham gia phức tạp hơn một chút, là chúng ta sẽ cần phải mua USDC hoặc là BUSD ở mạng ở đây á, thì chúng ta có hai cách để các bạn tham gia ở trên Communitas. Đầu tiên là nếu mà các bạn mua bằng USDC thì các bạn mua USDC ở mạng Polygon. Còn nếu như các bạn mua bằng BUSD thì các bạn sẽ mua BUSD ở mạng BEP20 BSC. Và cái thời gian thông tin tham gia thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho anh em. Nó sẽ có nhiều cái giai đoạn ở đây cho các bạn tham gia. Có 4 cái pool lận. Đấy, và anh em có thể tham gia ở trong này. Đấy, bởi vì nó mở bán trên nhiều nền tảng nên là nền tảng nào mà dễ chơi, nền tảng nào quen thì anh em vào anh em múc thôi. Ngoài ra thì ở trên Communitas thì hiện tại cũng đang có một cái chương trình Europe, thì anh em có thể vào chúng ta hoàn thành các cái nhiệm vụ để các bạn có thể ăn chia 2.000 cái đồng token Parma. Đấy, và sắp tới thì bên CCA cũng sẽ có một vài slot IDO ở bên nền tảng BSC Station. Đấy, thì anh em quan tâm thì các bạn có thể join vào cái group của CCA Channel để chúng ta tham gia. Và các bạn có thể nhận được thêm phần thưởng. Ok, và video hướng dẫn của mình thì đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.